Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ xin này cô chú chị. Nó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con đực kem. Đó, con đực kem này thì được 5 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đây, thì nói chung thì đó, thì nói chung thì bộ mẹ con này nè, nói chung thì em đi cũng rớt mắt hay thước rồi nên em cũng không có đo luôn. Đó, thì con mẹ này nó dao động thì chắc cũng khoảng em đông theo em đón đón chắc mét 25 tới lên cô chú chị. 5 tới mét 3 tao bò tới về ha. Còn con đực này nó cứ dao động chắc cũng khoảng mét 10 mấy rồi. Đó, như con đực thì được 5 tháng tuổi. Đó, thì con mẹ này hiện tại đang giữ con đực này thì lứa thứ tư nè cô chú chị. Đó, lứa thứ tư. Đó, con thì 5 tháng tuổi nhưng con mẹ thì anh chủ nhà có bơm tin là hôm nay được 2 tháng rồi. Bơm tin gì lại ạ? Đó, thì con mẹ này bơm tin 3B lại nè cô chú chị. Đó, nói chung thì con mẹ này thì ảnh nói là cái đường chữa nó là chắc chữa là cao lắm thiệt. Đó, nên nói chung thì mới có 2 tháng này bên em cũng không có khám được ha. Đây, con thì nói chung thì xương sóc thì rất to nè. Đó, nhưng mà con thì nói chung thì ảnh chích người viêm da nó cục đó cô chú chị. Nên ngay chỗ ngay mi dài của nó thì nó bị nổ ra một mục ha. Đó, với ngay chỗ cây đuôi á, nó một mục thì ngay cây đuôi thì nó khô mà nó lành rồi. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại đó tình hình. Đó, thì bộ mẹ con này thì anh chủ nhà bán giá là 26.500. Đó, 26.500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, tôi dùng 200 số ha. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó, thì nói chung thì hiện tại em đang có chiến giao mỏ cài nè. Đó, chiến giao mỏ cài Sa Đéc với ở Bình Chánh thành phố của chú chị. Đó, với ở Củ Chi ha, Củ Chi với Đồng Nai. Đó, nhưng trạch Đồng Nai của chú chị thì bà con nào với em đang có chuyến đi về Đắk Lắk đó, thì bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đây, thì nói chung thì con mẹ thì nói chung thì nó cũng nằm về tầng 3 rồi đó, nhưng mà được con cái thì con đẻ ra ăn con thì xưa sóc rất to của chú chị. Đó, còn chân móng thì mẹ con chân móng hoàn thiện ha, không ổn xe là xuống rúng ruột gì đó. Thì đối với những bộ mẹ con thì đẻ rồi thì bên em bán cho bao lội cô chú chị mình trong vòng 3 tháng đó, nếu gì cô lú hí trục trặc thì bên em mới thu vào về đó, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó, thì bộ mẹ con này giá là 26 triệu. Đó, 26.500 chứ. Đó, 26.500 là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn, trong vòng 200 số. Đó, thì bà con nào ưng thì mình sẽ tới lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đây, tướng tá cấp mình con mẹ thì nguyên một màu đỏ mặt luôn cô chú chị. Đó, nhưng được con cái thì con đực thì nói chung thì cũng rất mát sữa luôn nè, ít nở dai nở nè. Đây, cái phần dai của nó là cô chú chị. Đó, nó có một mục đó thấy không? Đó. Đây, chân móng nè, chân móng thì cũng chân móng sò ha, mặt mài nè. Đó, con đực nè, đít nở dài nở nè, con đực nó dao động khoảng mét mười mấy bò rồi đó. Đây, xương sóc nè. Đó, chân trước nè. Đó, cái mục này dài của nó nè, nói chung thì nó khô rồi, với cái đuôi có một mục cô chú gì. Đó, nhưng đực này thì nói chung thì, đó, thì nói chung thì bỏ đực này ra giờ cũng mười mấy triệu rồi. Đó, còn con mẹ nè, con mẹ thì cái đường chữa rất cao luôn. Đó, anh chủ nhà nói chung thì bán gần gần là anh bao chữa luôn á. Đây, mẹ chân móng nè. Đó, vú nè, vú thì 4 cái nè. Nói chung thì rúng thì tầm khoảng 2-3 phân, 3 phân. Đó, chân trước nè. Đây, thì phần mặt mày này của chú chị. Mẹ thì sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đó, mẹ thì sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh. Đó, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó, thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đó, thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mình mua cặp bò về mình làm giống sinh sản nè, nó hoặc mình nuôi vú béo nè, thì bà con mình coi cho kỹ đi. Nó cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Đó, thì con này thì nói chung thì giờ tách ra cũng có mười mấy triệu rồi, mẹ cũng đâu còn nhiêu tiền đâu. Mà mẹ thì nói chung thì khoảng nửa tháng nữa là mình khám chữa được đấy cô chú chị. Mẹ nguyên màu đỏ mặt luôn. Đây, con mẹ thì nói chung thì dòng bột xin này nó đẻ thì nói chung chục mười mấy lứa bình thường nha cô chú chị. Đó, chục mười mấy lứa bình thường ha. Mẹ nguyên màu đỏ mặt luôn nè, con nè. Đó, thì mẹ con này giá là 26.500. Đó, 26.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dòng 200 số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Mẹ thì nói chung thì kiểu mẫu nè, kiểu mẫu thì cũng rất đẹp nha cô chú chị. Đó, thứ tá nè, con đực nè.
Đó, con đực xương sóc thì rất to luôn, toàn xương thì rất lớn luôn nè. Đó thì em kinh sang nuôi bồ Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bồ vô béo bồ ảnh sản cho 20 giờ có ưng thì điện cho em ha. Đây, tướng tá cấp mình mặt mày nè. Đó, cái dài của nó của chúng ta. Đây đích, đực đích hết thằng đó, đó đó cái đích nó tóc mày đó. Đực nè, tướng tá cấp mình. Em nói mẹ con này cái giá thì nói chung thì anh chủ nhà đưa ra cái mức giá rất yêu thương luôn của chú chị. Đó, mẹ con đực có 20 mấy triệu à. Đây. Đó mẹ nè, mẹ thùng dạo còn xanh bò luôn, bù vú hết biết bù vú luôn, vú to à. Đó. Thì bà con mình ưng thì mình tua tới tua lui mình xem cho kỹ đi, nói chung là thiệt ưng mình nó mua ha. Chân móng, dáng dốc tướng tá cấp mình. Này, đực nè ha, mẹ nè. Mẹ cái ngang này, của chúng ta coi nè. Đó, mẹ thùng dạo ngang rất lớn luôn. Đó. Mẹ thì nguyên một màu đỏ mặt luôn. Thì em bao của chúng chị mình sẽ mặc sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đó, thì nó ăn tốt mới mập vậy chứ ăn không tốt đâu có mập vậy đâu. Đó, con nè. Con nè của chú chị thấy không? Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó giá là 26.500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 200 số ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.